Hello, xin chào các bạn. Mình là Thảo Hoàng đây và hiện giờ thì mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và hôm nay mình sẽ thực hiện một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội với Bamboo Airways và đây là lần đầu tiên mình đi hãng thương gia của Bamboo Airways và trên Boeing 787 Dreamliner. Thì hãng thương gia này có những cái gì hay, hãy cùng mình khám phá nhé. Vì đi hạng thương gia nên mình được qua một cái cửa soi chiếu an ninh riêng rất là nhanh chóng và bây giờ thì mình sẽ vào phòng chờ đây. Đây là bữa sáng của mình tại phòng chờ Los Angeles. Hôm nay thì mình sẽ ăn cá nướng này, nuôi với thịt xông khói và xôi mặn. Thì ăn ít ít như thế này thôi để tí nữa lên máy bay còn thưởng thức bữa ăn hạng thương gia nữa. À, thêm một ly nước ép táo cho bữa sáng. Bây giờ thì ăn thôi. Ăn cá trước. Cá nướng rất là vừa miệng và thì là cực kỳ thơm luôn. Mình hơi bị thích món này ở phòng chờ đó. Và sau khi mà ăn xong thì mình chọn tráng miệng là bánh da lợn, bánh muffin mặn và một lát dưa hấu cùng một lát thanh long, cũng khá là thanh đạm. Nói chung là để trừ bụng một tí nữa lên máy bay ăn cái phần ăn thương gia. Và đã tới giờ khởi hành rồi, Bamboo thì boarding cực kỳ đúng giờ luôn. Hôm nay mình sẽ đi cửa khởi hành số 15 và hy vọng sẽ là ổn lòng. Bây giờ thì đi thôi. Đây, máy bay của chúng ta nè các bạn ơi, chiếc First 787 của Bamboo Airways mang tên Hạ Long Bay. Vì là đi hạng thương gia nên mình sẽ được đi một cái lối riêng để lên máy bay. Và rất nhanh chóng mình đã có mặt tại ghế ngồi rồi nè. Ngay sau đó các bạn tiếp viên sẽ phục vụ khăn lạnh và nước uống chào mừng. Thức uống chào mừng hôm nay gồm 3 loại: nước lọc, nước cam ép và nước táo ép. Mình chọn ngay một cốc nước táo để uống cho tỉnh người. Trong lúc chờ boarding thì hãy cùng xem chiếc ghế hạng thương gia trên Boeing 787 của Bamboo Airways có gì hay nào. Ghế hạng thương gia trên Boeing 787 của Bamboo Airways được bố trí theo sơ đồ 121 và đây là ghế có thể ngã phẳng 180 độ được xếp theo dạng xương cá để tạo lối đi thuận tiện cũng như đảm bảo tính riêng tư. Như các bạn thấy đó, với không gian ghế rộng rãi như thế này thì khi mà ngã phẳng 180 độ nằm sẽ vô cùng thoải mái. Và một điều cực kỳ gây ấn tượng với mình đó chính là bảng điều khiển trạng thái ghế hoàn toàn bằng cảm ứng. Màn ảnh được thiết kế theo dạng trượt rất thông minh, khi mở ra thì khá là rộng rãi. Còn khi thu vào thì sẽ trở thành một cái giá để đồ rất tiện dụng. Và đây là hộp chứa tay cầm điều khiển cũng như ổ cắm điện, lỗ cắm USB và lỗ cắm tai nghe. Ngoài ra xung quanh ghế còn có rất nhiều hộp để đồ lớn nhỏ khác nhau. Mặc dù thời tiết hơi mưa nhẹ một tí nhưng máy bay vẫn xuất phát đúng giờ. Nếu dây an toàn vào thôi nào và dây an toàn của ghế thương gia đeo khá giống với lại dây an toàn của ô tô. Bước tiếp theo đó chính là theo dõi các bạn tiếp viên hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn trên máy bay. Và cuối cùng là chờ tới lượt cất cánh thôi. Sau khi máy bay ổn định độ cao thì các bạn tiếp viên bắt đầu ghi lựa chọn của khách để tiến hành phục vụ bữa ăn. Trong khi chờ suất ăn sẵn sàng thì các bạn tiếp viên sẽ trải khăn bàn ra, còn mình thì bật đèn lên cho có thêm ánh sáng để sống ảo cho thật đẹp. Và cuối cùng bữa ăn của mình cũng đã tới đây rồi. Vì bay vào giờ ăn nhẹ nên bữa ăn của mình hôm nay bao gồm cháo gà, sữa chua và cà phê. Khay ăn thương gia nhìn rất sang trọng với cốc thủy tinh và chén đĩa bằng gốm sứ, còn bộ dao muỗng đĩa cũng hoàn toàn bằng inox và được cuộn ở trong khăn ăn. Và đây là cận cảnh tô cháo gà của mình, còn chờ gì nữa hãy cùng ăn thôi nào.
Tô cháo nóng hổi, thơm nức mùi hành phi và vị cũng rất là vừa vặn, hơn nữa miếng gà ăn rất là ngon. Loáng một cái mình ăn hết nguyên tô cháo luôn rồi nè. Ăn xong mình tráng miệng bằng sữa chua, và hũ sữa chua thì được đặt trong khay ăn bằng sứ, nhìn rất là sang luôn, và có lẽ vì vậy nên là ăn ngon miệng hơn hẳn. Nói đây rồi thì mình dạo một vòng nhà vệ sinh, và điều mình cực kỳ thích ở nhà vệ sinh của Buin 787 đó chính là nút xả bồn cầu và nước ở bồn rửa tay hoàn toàn bằng cảm ứng. Trở về chỗ ngồi, mình mở đèn đọc sách và lướt một vòng xem tạp chí của Bamboo có gì hay không nào. Sau đó thì giảm ánh sáng ở cửa sổ, bật đèn ngủ lên rồi tận hưởng cảm giác nằm thẳng cẳng ở trên máy bay thôi. Sau một hồi nghỉ ngơi thì cơ trưởng thông báo máy bay chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh. Mặc dù vẫn còn rất là tiếc nuối nhưng mà mình đành phải dựng thẳng lưng ghế và cài dây an toàn vào thôi. Lúc này các bạn tiếp viên sẽ phục vụ khăn nóng và nước lọc. Đang giảm độ cao thì cơ trưởng phát thông báo rằng máy bay phải bay vòng chờ trên vùng trời Bỉm Sơn của Thanh Hóa vì mật độ máy bay về hạ cánh tại sân bay Nội Bài rất đông do sân bay Nội Bài chỉ còn có một đường băng. Và điều này làm mình cảm thấy khá vui vì được ngồi trên máy bay lâu hơn một chút xíu. Trong lúc ngắm trời mây thì mình phát hiện ra một chiếc máy bay khác của Bamboo đang bay ở ngay phía dưới của mình. Điều này làm mình cực kỳ phấn khích bởi vì đây là lần đầu tiên mình bắt được khoảnh khắc một chiếc máy bay đang bay từ một máy bay khác. Và cũng do bay vòng chờ nên mình đã được ngắm nhìn chùa Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam từ trên cao, và phải nói là cảnh quan rất là đẹp các bạn ơi. Cuối cùng máy bay vòng qua địa phận tỉnh Hòa Bình, cắt ngang con sông Đà xanh ngắt ở phía dưới để về hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Trước khi máy bay hạ cánh, các bạn tiếp viên ra đứng chào khách thêm một lần nữa, và đây là điều khiến mình rất thích mỗi khi đi Bamboo Airways. Cuối cùng thì máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, hơi trễ một xíu so với giờ dự kiến, nhưng mà mình hoàn toàn hài lòng với chuyến đi này bởi vì mình đã được ngắm nhìn rất là nhiều cảnh đẹp từ trên cao. Hơn nữa đó là trải nghiệm ghế thương gia trên Boeing 787 hết sức là tuyệt vời. Do đi hàng thương gia nên là mình được đi xe buýt riêng để vào nhà ga rất là sớm, và hiện giờ chưa có ai vào cả, và kể cả hành lý cũng chưa tới, và hành lý của mình hôm nay sẽ ở băng truyền số 5. Sau một hồi chờ thì hành lý của mình cũng đã đây rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt xe để vào thành phố. Và nếu các bạn thích video clip này thì hãy share, subscribe và tiếp tục theo dõi mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào.